Vậy đâu phải đang vô à? Đó, đúng rồi. Quá xa nha các bạn ơi, mình quay nó được rõ nha. Đấy, quá đông rồi, các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi, giờ đang hướng vô rồi. Đó, để quay được tự các bạn thấy nha. Ồ, quá. Rồi, giờ đang vô nha. Quá trời xa luôn, quá nó mờ các bạn. Rồi nè. Đúng rồi, đang hướng vô hết trơn rồi đó các bạn ơi. Rồi, vậy là xong hết rồi đó. Đây mình quay từ tàu coi sao. Đúng rồi các bạn ơi, bây giờ mấy tàu đang chạy vô nè các bạn. Đây một tàu cũng đang vô luôn. Rồi vậy là đang vô nha các bạn ơi. Đây cano vô theo luôn nè. Rồi vậy là ngoài đang vô các bạn. Đó đúng rồi. Quá xa nha các bạn ơi, mình quay nó không được rõ nha. Đấy, quá đông rồi, các bạn và mọi người cùng xem ha. Rồi, giờ đang hướng vô rồi. Quá, để anh quay từ từ các bạn thấy nha. Ồ, quá. Rồi, giờ đang vô nha. Quá trời xa luôn, quá nó mờ các bạn. Rồi nè. Đúng rồi, đang hướng vô hết trơn rồi đó các bạn ơi. Rồi, vậy là xong hết rồi đó. Rồi ghe nào cũng quay đầu vô hết trơn rồi bạn ơi. Rồi bạn vô rồi. Im rồi. Rồi đang tập trung vô. Rồi go chạy kìa. Tới ga chạy cũng dữ mà tới vô chạy cũng dữ luôn các bạn. Nè kéo kìa. Lắm đồng. Đây đang quăng vô đây. Thấy mệt chưa? À. Rồi đang tập trung vô. Đây các bạn. Đủ lắm đồng luôn. Mà nó là ngay quá xa luôn. Chiếc cano dẫn đầu vô nè nha. Nó đang dẫn đầu vô. Đây các bạn, ghe bắt đầu tập trung đang chạy vô. Ồ, bây giờ này chắc nhậu bình địa hết rồi. Ôi coi chạy kìa bạn ô. Giờ nào ra nấy đạp thấy mê chưa. Đang bay vô dữ lắm luôn. Chúng mình quay thì cái cảnh này nó hơi xa nha các bạn. Quay từ chi tiết thì cho các bạn dễ coi.
quá trời luôn chưa, đang vô nha bạn. Thôi còn cỡ đó đó. À, đang mát vô dữ rồi. Ok. Vậy là xin kêu xong rồi đó nha các bạn. Bây giờ là các tàu ghe đang tập trung vô đó. Đạp kìa. Có thầu đúng không? Mấy chiếc cano này dẫn đầu vô nha các bạn. Xong rồi đó, bây giờ tập trung vô đó các bạn ơi. Mấy anh cán bộ đang canh. Oh, oh.